Xin kính chào bà con cô bác của hội quán ngôi sao miệt vườn. Hôm nay là buổi khiêu vũ thứ hai của tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Đó thì bà con cô bác thân mến, thì thứ tư với thứ sáu hàng tuần thì mình sẽ có đêm ca nhạc giao lưu khiêu vũ. Đó, nếu mà ai mà thứ thứ ba với thứ năm mà lên cử động để giao lưu á, mà mình rớt mình không có được hát trong đêm thứ ba thứ năm, thì mình có thể thứ tư thứ sáu mình lên đây hát vô tư. Đó, là không có tuyển chọn giọng hát gì mấy, nói chung là người hát trên tinh thần giao lưu thôi, rồi ở dưới nếu mà hát hay ai nhảy được thì nhảy. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Bây giờ xin mời tiết mục hát giao lưu và khiêu vũ đầu tiên ạ. Xin mời bà con cô bác ạ. Dạ thì cũng kính mong bà cô chú nào chúng ta có tinh thần yêu văn nghệ thì qua bên phía cánh trái sân khấu để đăng ký những bài hát cho mình. Thì ngày hôm nay hội quán ngôi sao miệt vườn chúng ta có trang bị cho bà cô chú những cái TV nè, rồi chúng ta sẽ hát nhạc mạng, chúng ta sẽ không hát nhạc banner với ban nhạc như ngày thường, cho nên là bà cô chú cũng rất là thoải mái khi hát, chúng ta cũng không có sợ quên lời nữa. Dạ thì sắp tới đây thì thứ tư và thứ sáu hàng tuần thì hội quán ngôi sao miệt vườn sẽ chính thức tổ chức cái đêm nhạc và hát giao lưu để cho các anh chị trong câu lạc bộ khiêu vũ đến đây, cũng như là các bà cô chú nào chúng ta cũng có tinh thần khiêu vũ thì lên bắt cặp để nhảy với anh chị cho vui ạ. Dạ, Phước Hưng xin kính mời bà cô chú. Đây, dạ xin mời chị Kim Bằng di chuyển lên sân khấu ạ. Mình có thuộc lời không ạ? Thuộc lời thì đứng dưới luôn được ạ. Đó, bà con cô bác thấy là ở đây đã có một nhóm các anh chị là hầu như là hay giao lưu với nhau ở các câu lạc bộ. Hôm nay là các anh chị rủ nhau lên hội quán ngôi sao miệt vườn để giao lưu. Đó, rất là vui, hy vọng là những cái hội nhóm câu lạc bộ mà mình hay đi hát với nhau hay là nhảy với nhau thì sẽ đến hội quán chơi. Dạ. Đó, đây là cái nhóm nhảy đầu tiên của ngôi sao miệt vườn bà con cô bác. Dạ, các anh chị là mình sinh hoạt trong cùng một câu lạc bộ với nhau hay là sao ạ? Em. Dạ nhiều. Xin hùng chia sẻ mê mới. Dạ nhiều nhiều câu lạc bộ mình rủ nhau vô ạ. Đúng rồi. Dạ. Khi đã xa người yêu ơi, xin hãy rời xa cho bao năm tháng. Theo dòng đời trôi dần sẽ tan, giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta đêm đã cay. Này người tình ơi cho ta sầu ơi, những nỗi xót xa riêng một mình ta. Vì đã ra từ người yêu ơi, xin hãy quên nhau. Cho bao đơn đau thương tháng ngày xa nhau rồi cũng phai. Tình ta đã lỡ ngày vui đã qua, giờ này hơn ai chỉ thêm xót xa. Này người tình ơi, tim ta giàn nứt với những thương đau cho đến khi nào. Bao đêm khô nơm quăng sẽ tận tư cho những hương xưa. Người lòng trong mơ mong em quên nỗi nhớ âm thầm, cho hạnh phúc em, cho tình đã giờ xa cách rồi. Người yêu ơi, em có hay không? Ta như là rơi trên sóng sông thôi, xa ai về? Tình ta đã lỡ ngày vui đã qua. Đầy ơn ai chỉ thêm xót xa. Này người tình ơi, khi ta giàn nức với những thương đau cho đến khi nào. Cái điều gì vì đã và đang được cập nhật, xin hãy rời sân để bằng những gì của nam nhân ca sĩ cùng đến với ngôi sao ở quán mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, cảm ơn chị Thoa rất là nhiều. Tiếp tục thì xin mời chị Kim Anh với bài hát Môi Tím ạ. Anh lên nhảy anh. Anh lên nhảy. Rồi, biết nhảy rồi. biết nhảy. Nghe lại như tập thể dục vậy đó. Hả? À? Bữa nay anh cũng lên chơi luôn. Ờ, tại vì thấy vui cái vũ cũng vui. Rồi coi như chơi đâu buồn. Dạ. Ở nhà cũng buồn quá. Giờ anh dọn nhà lên ở gần đây luôn rồi mà. Ừ. Tầng nhà cũng dưới tới dưới luôn. Dạ. Anh ơi bao giờ nhớ thương ngày vui.
lời gọi bao lâu cho muôn đời nối tiếp đêm cuối cùng bên nhau khi anh sẽ buồn vì thuyền em chưa rời bến tiếc anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai nếu ngày nào tình ta đã phai ngày vui của anh cũng mãi trên đời là hôm nay em về nơi vui anh ơi bao giờ nhớ thương này anh ơi bao giờ nhớ thương này
lại để cùng cà phê. Thì mình cứ ở lại chơi nha, quán thì hoạt động tới 10 giờ mình mới đóng cửa. Bây giờ mới là 9 giờ thôi, xin mời bà con cô bác tiếp tục ngồi đi chơi nha. Hẹn gặp mọi người ở trong cái đêm phiêu vũ tiếp theo. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều ạ.